Rồi em xin chào quý vị anh chị cô bác. Rồi hôm nay thì trời đang mưa nha quý vị. Đó. Giờ em bón là dây số là em bón luôn. Hôm nay là ngày 13 nhưng mà em bón ngày 14 luôn. Rồi cho ngày mai đó là thứ năm nha anh chị, đài Quảng Trị này. Đó. Hồi nãy là em có cái đài Quảng Bình đây là có là 60 tà là 3 sắp số 21 và số 49. Số 21 nè. À, số 49, một số nữa là em không nhớ nhưng mà khách lái rồi nha anh chị. Có canh gì anh từng trúng ăn ngủ 20 tờ cho nên anh lấy 20 tờ luôn nha anh chị. Còn có một anh là lấy 10 tờ nha anh chị, là hai sách cho nên là số nó thiếu là ba số đó nha anh chị. Rồi thì bây giờ em sẽ quay cho anh chị mình xem đó, từ trái qua phải đây, đầu số 42545, rồi số 36, số 27, số 18, số 22, Quảng Trị nha anh chị, số 50, số 73, số 91, số 09, số 31, số 40 và số 55. À, Quảng Trị nha anh chị. Rồi tiếp qua đây nha anh chị. Số 60, số 79, số 23, số 32, số 56 và số 64. Rồi tiếp theo xuống đây, số 96, số 87, số 78, số 13, số 14, số 505 và số 97. Đó. Rồi tiếp tục ở dưới này Quảng Trị tiếp nha anh chị. Con số 04, 41, 69. Rồi. Rồi dưới đây là Quảng Bình nha anh chị, của ngày 14 tháng 9 thứ năm luôn. 030549 và 010921. Rồi nha anh chị. Rồi số 41, 42541. Số này cũng đẹp nha anh chị. 42532 cũng đẹp nha anh chị. Đó. Hai số của em rất là kết đó. Rồi. Rồi, thì video đến đây cũng xin tạm dừng nha anh chị. 42523 cũng đẹp. Rồi, cảm ơn quý vị anh chị cô bác rất nhiều đã yêu mến và ủng hộ dành thời gian xem video của em. Chúc anh chị may mắn phát lộc phát tài anh chị ở khu vực này ở Tịnh Đông. Thì tới mua ủng hộ em tại dây số anh chị ở Quảng Ngãi, Tịnh Hòa, Tịnh Sơn, Tịnh Minh, hoặc là anh chị ở xa thì anh chị mua lên thì điện thoại nhắc máy Zalo các bạn game, em sẽ gửi số cho anh chị đó nha anh chị. 0968634712 ngân hàng Adiban 4514220523326 nha anh chị. Đó. Rồi cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Quê em này cho mùa này trái tái chắc hơi mưa nhiều nha anh chị, chơi số bón cũng hơi khó đó. Rồi em bón để một chỗ này không có đi vộ nha anh chị, mà thường thường trời mưa đường dán lắm, đường mà nó tạnh mưa người ta thường hay đi, thấy ta ghé ta mua tại số luôn cầu may, mà mưa dài thì cũng hơi khó nha anh chị. Anh chị nào mà thấy video của em ấy, ví dụ như anh chị không mua thì xem thì có gì bấm like để nhiều người biết, người ta mua trên mạng cũng được nha anh chị. Đó. Anh chị yên tâm không có lừa gọt gì nha anh chị. Rồi đến đây em cũng xin tạm dừng video nha anh chị, cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha.